Angular Material thì đưa ra cái này. Nó đã sẵn rồi mà em, project này có sẵn rồi. À thế rồi. Thế thì Khi mà bây em giờ đã em chạy lập thêm ở ISO ấy là nó đã cài hết thư viện rồi. Cái dự án này nó đã từ trước rồi, em chỉ chạy cái đấy là nó sẽ cài hết lại thôi. à thế là mình chỉ ấn lần đầu tiên đúng không anh? Đúng rồi, chỉ cài một lần thôi chứ. Không cần phải add gì nữa. Đây đầy đủ cả là Material rồi. Thì anh chờ em thì em chạy nhé. Mà tối hôm qua lúc ấy em thử chạy cái chức năng thêm bài hát thì nó bị đơ, không biết là nó tải cái gì, Thêm không bài biết là hát ấy tải. thì em phải là thêm cái có sự ràng buộc, em phải thêm thể loại, thêm ca sĩ trước. À thế ạ. Phải tạo ca sĩ, tạo thể loại trước đã thì mới thêm được bài hát, tạo nhóm nhạc đã. Bởi vì dữ liệu đấy là dữ liệu ràng buộc, nó yêu cầu phải có dữ liệu kia trước. Bài hát thì nó phải có ca sĩ nào thể hiện nhé. Thì cũng đăng nhập tài khoản admin rồi thôi đúng không? Bây giờ nó sau cái chức năng tạo thể loại thì là đến chức năng tạo ca sĩ. Thì tạo ca sĩ thì cơ bản thì nó cũng giống như là tạo thể loại thôi. Nó cũng có check validate các trường của ca sĩ đúng không? Anh ơi, cái này em đăng nhập đúng rồi mà nó không tự động chuyển. Xe bay em chạy không chưa? Đang login file Đây kìa, tay nghe login chạy đi file này. có nghĩa là chắc là sai ấy rồi. Nó bị error 1448 thì Login error gì? login file là em sai mật khẩu sao được? Rồi. Em này mật khẩu đúng chưa? Sau cái mật khẩu, sau cái mắt kia ra thêm mật khẩu đúng chưa? Mật khẩu ở đây được record rồi, em không check ở trong đấy DB đâu. Công ty đăng ký cái tài khoản khác, quên mật khẩu. Cái này là admin nó ít nên là sẽ do dev tự xét đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, set một hai tài khoản quản lý thôi. Khi nào cần set tài khoản thì dev sẽ vào set. Vâng, có khi. Còn Vâng, mặc định một đây cái nó là sẽ tài không sợ. khoản admin. Để em thử đăng xuất ra vào tài khoản thông sơ bình thường. Vừa nãy em đăng nhập hồ sơ gì? Vợ em nhà mà admin ấy, bây giờ mình đăng nhập hồ sơ. Vừa em in vào rồi thế, em in thấy vào rồi đấy. Và nhưng mà em lại nó vào vào thì em lại vào tài khoản thu sơ. Thì tất cả những cái chức năng liên quan đến tạo dữ liệu là đều do thằng admin nó tạo chứ không phải user, user nó chỉ có cái chức năng là tạo polylist của nó thôi. Được rồi.
cả hai cái đều vào cho chu rồi. Ok, thế là thử thay áo cái hồ sơ vào thì nó chỉ xem được thôi chứ nó không được phép làm gì cả. Bây giờ phải tạo đầy đủ dữ liệu đã, bây giờ em mình phải tạo ca sĩ, tạo bài hát đã thì mới liên quan đến chức năng của thử hồ sơ. Thêm ca sĩ để à, mình phải thêm ca sĩ trước đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, thêm ca sĩ rồi thêm ca sĩ trước thì mới thêm được bài hát. Đặt tên ca sĩ là tên ở phía trên đấy, kéo lên kéo con năn lên. Anh có data test cho em mà. Vâng, Có thế thôi em data lấy ca sĩ. dạng ấy gửi đi. Ok, em cứ Thôi áp em ca lấy sĩ hẳn dạng hoi này. vào, nhìn cho nó hẳn hoi. Test dữ liệu của em không đến lúc Nhưng nhìn test thật này không biết cách test như nào. Lúc demo lại không demo được. vâng, anh ấy cái clip success này là mình nó phải tự ấn vào ở cái Ừ, màn ấn hình vào chứ mình không render tự chuyển được. listener thì nó mới render xuống dưới. À, Đây em ấn thế vào em bắn rồi hai nha. lần được ra hai hai người Ừ. gió một người. Đó đi. Ủa, khám phá được này. Rồi em nằm lại em mới đang phải mới rồi. Đang. Xong rồi bây giờ mình mới thêm thêm bài hát được không nhỉ? À thêm thể loại nhỉ? Còn em Thêm thể bây giờ loại em trước sửa đúng lại ca sĩ đi, sửa lại ca sĩ cũng được. Em sửa cái ảnh khác đi, em đặt tên nó, anh có cái data test, em xem trong cái data test của anh gửi cho em ấy. Đào ấy. Data phải ra anh gửi ở trong Zalo ấy. vâng. Lúc demo biết cách mà demo cho nó đẹp. Cái phần single đúng Em mở cái file data của anh nha. rồi. Em lại chia sẻ một màn hình thôi. Anh không thấy cái data. Đấy là Minh Hưng. Minh Hưng đây. Thì ở đây có file image đúng không? Image là dành có single song là thể loại. Thì lúc mà tạo ca sĩ thì em chọn cái image hoặc là bây giờ em tạo liên quan ca sĩ vào đấy. Có thể được mấy cái ảnh rồi. Tạo thêm đan trường nữa, tạo thêm một số ca sĩ nữa. Bởi vì sẽ có cái chức năng là một bài hát nhưng mà nhiều ca sĩ thể hiện đúng không? Thì nó sẽ chọn được nhiều ca Vâng. sĩ. Test xem là lúc đấy mình chọn được nhiều ca sĩ không. Tạo cả con Yuki-san ấy, có một cái bài hát của Soka của hai đứa đấy.
thì cái render này là nó sẽ trả về cái component page page single nhá, giống như cái page category ấy, thì cái show ra cái phân trang này là nó ở cái code page page single. Page Đây single nhỉ? đây Đấy. Cái page single này đang đang mình đang đang dùng phân trang dạng lưới. Phân trang theo backend nó cũng trả về một cái page. Em sẽ thấy code ở phía backend đấy. Em mở mở code Java này. Đấy thì ở chỗ cái thằng single controller ấy. Single controller không phải. Đấy. Đấy thì nó trả cái hàm get file á. Khi mà gọi cái lần này thì nó cũng là phải qua service của thằng Angular đúng không? Nó ghép nó bắt cái API của thằng backend thì nó đang trả về một cái page kìa. Cái chỗ get page ấy, nhìn chưa? Cái mapping page ấy. Search page ấy, đấy, chỗ đấy đấy. Nó trả về một cái page đấy. Ở đây mình dùng cái thằng single.file luôn đúng không? Thì ở đây là viết tắt như vậy, còn nếu mà em chọn đăng service thì em sẽ thấy nó trả một cái em gọi cái file đấy, gọi cái file đấy, kích cái file đấy, đấy thấy chưa, nó trả về dạng page thấy chưa, chứ không phải trả về dạng list. Page thì nó có cái thuộc tính pageable là phân trang á. Thì đấy là phân trang đúng không? Thì sau khi trả về page thì nó sẽ ném lên một cái page lên trên cho frontend, thì frontend nó sẽ dựa vào cái thông số page đấy để nó phân trang. Rồi thì bây giờ đấy, còn khi mà gọi detail đúng không, detail thì nó sẽ là gọi detail theo ID đúng không, thì nó sẽ gọi thằng get mapping theo ID. Đấy, khi mà em bấm vào một cái ảnh nào đấy đúng không? Bấm vào một cái ảnh ca sĩ nào đấy thì nó sẽ gọi cái API theo ID đấy. Bấm vào cái ảnh đấy. Đấy thì nó sẽ gọi theo cái API đấy đúng không? Đồng thời thì thằng 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 trên trên frontend nó sẽ vào cái component detail của thằng single ấy. Component detail single ấy. Em nhìn thấy component detail chưa? Ở đây Đấy, đấy là detail blacklist rồi, mỗi thằng nó sẽ có detail riêng. Detail của single cơ. đây Single mà. Đấy, detail single đấy. Đấy, thì khi mà gọi ấn vào đấy đúng không? Thì nó sẽ gọi cái thằng detail, component detail này. Thì thằng component detail này nó có một cái chức năng là bắt cái gì? Bắt cái đúng không? đây. Thông qua paramap, đấy được chưa? Paramap.subscribe. Để nó bắt ID. Đấy, nó bắt một cái ID con sang ID à, bằng single.get ID à. Đấy à, nó sẽ lấy được cái ID tương ứng khi mà em bấm vào. Cứ bấm vào thì nó bắt được một cái ID đúng không? Đấy, thì khi mà bắt được ID ở trên frontend đúng không? Thì nó sẽ gọi cái API ở phía backend đúng không? Đấy, nó file Đây single by ID ấy, cái thằng single service.file kìa thì chính là gọi API đúng không? Nó truyền cái ID ở frontend vào đúng không? Được chưa? Nó chuyển ID của thằng frontend vào, sau đó thì nó sẽ supply ra một cái data trả ra, thì cái data này chính là cái data gọi cái API theo ID ấy của backend, nó sẽ trả ra một cái data. Từ cái data đấy thì thằng frontend nó sẽ vẽ ra cái detail bao gồm các thuộc tính theo ID của cái ca sĩ đấy đúng không? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn sửa thì nó sẽ gọi thằng update put mapping đúng không? Thêm mới thì gọi post mapping, còn xóa thì gọi delete mapping. Đó. Cái con này nó dài anh nhỉ, cái bác em nó còn ngắn. Spring Boot nó càng tối giản thì nó lại càng gánh nặng cho thằng frontend sẽ phải làm nhiều 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 việc hơn.
bút càng đơn giản thì thằng con em sẽ xử lý càng phức tạp. Em cái lòng nó dài rất là dài luôn. Bây giờ Facebook nó làm thằng thằng Facebook mình Java nó làm đơn giản backend đi thì thằng phía phần front end nó sẽ phải xử lý luồng nhiều hơn. Đấy, có validate đấy, tất cả những cái liên quan đến validate đấy thì em cũng đọc nghiên cứu validate như nào đúng không? Nó cũng tương tự như cái validate register trước nói thôi, thì nó check các trường để trống. Chỉ khi nào mà check trùng nặng thì nó mới phải là check qua DB. Check những trường để trống kia thì qua đây nó làm được. Đây, tạo bài hát đúng không? Anh có một cái ảnh liên quan đến cái bài hát đấy đấy. Ảnh rồi đúng không? Cái file này là file MP3, cái nhạc. Cái thể loại mình đang làm thiếu. Rồi cái đấy sửa sau được. Đấy, thì mình có thể chọn hai ca sĩ đúng không? Khi mình tích chọn, ví dụ bài này song ca đúng không? Thì tích chọn hai ca sĩ. Em có thể test, ấn vào kia test nghe bài hát xem nó xong chưa thì mới tạo đúng không? Rồi. Đó, thì cái này nó cũng sẽ gọi detail song đúng không? Gọi detail song thì nó sẽ nghe được bài hát. Sao không 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 thấy bài hát này ra đấy? Bây giờ hát đi. Không phải. Cái đấy là xếp hạng. Ấn vào ảnh nhé nào. Đấy, Đây. ấn vào ảnh với detail bài hát, còn ấn kia là ra xếp hạng. Đấy thì nó cũng gọi cái cũng lần detail song thôi. Thì nghe một bài đúng không? Ngoài ra thì nó có một cái chức năng ở carousel, carousel ấy có một cái coupon liên quan đến carousel. Em vào cái app app chính á, anh nói những cái coupon mà app chính nó gọi đó, cái app module nó gọi á, app coupon, app HTML, app coupon HTML, em vào HTML dưới 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 app coupon html chấm html kìa, ở dưới cái app loát kìa đấy, ấn vào đấy. Đấy thì ở đây nó gọi lát ba, gọi outlet, à cái này là app chủ rồi, em vào home, vào cái coupon home nó chỉ gọi cái thằng lát ba với cả thằng router outlet thôi. Hôm trước anh có nói về router outlet rồi đúng không? Thì tất cả những cái router link nó sẽ chui vào thằng router outlet đúng không, là thành web một trang. Đấy thì cái thằng coupon home này mới là cái thằng mà gọi tất vào đúng không? Thì trong trong cái coupon home thì chính là cái trang trang chủ ấy, đây là trang chủ của web ấy, thì nó có một cái carousel ở trên cùng kia, app carousel, rồi nó gọi song, em ấn vào My Music kìa thì nó sẽ gọi về trang home, ở chữ My Music màu xanh ấy thì nó sẽ gọi về trang home. Đấy thì đây là trang home đúng không? Thì trang home nó sẽ bao gồm nhiều coupon ở đây đúng không? Nó sẽ có cả coupon thể loại này, cả coupon ca sĩ này. Nhưng ngoài ra nó có một cái carousel. Carousel ở đây là nó có một cái ảnh chạy. Thì em phải tạo đủ 3 bài hát thì mới thấy được cái carousel đấy. À, cái bài nó cứ chạy bên trên nhỉ? Đúng rồi, em tạo tạo cho anh đủ 3 bài á thì nó mới chạy được cái chức năng carousel. Để em tạo cái thể loại. Tạo thêm 2 bài nữa đi. Bởi vì cái list carousel đấy thì đang lấy random. Lấy random 3 bài ngẫu nhiên trong trong cái toàn bộ list song. Thì lúc nào website của em ví dụ như là nó chạy cứ chạy vào ấy, thì nó sẽ lấy random 3 bài để nó hiển thị lên. Chức năng của nó là như thế. Thì khi mà em bảo vệ thì em có thể mô tả như thế là nó sẽ lấy random 3 bài trong toàn bộ list các bài hát.
Khi mà nắm được hết luồng thì em tạo dữ liệu cho nó đẹp vào, tạo dữ liệu demo cho đẹp vào. Em có biết tại sao mà ấn vào chữ My Music thì nó lại gọi được về home không? Nó do đâu à? Đấy, ví dụ như là đang bảo vệ người ta hỏi như thế, tại sao ấn My Music nó lại gọi được về home? Cái đấy là nó giống như cái gì nhỉ, mình Như nào? Cái lùa của thằng Angular nó như nào? nó ấn vào mai thì như vậy hôm Nó chuyển được vài hôm. Đầu tiên là cái chữ My Music đấy nó sẽ nằm ở lát 3 đúng không? Thì nó phải kích vào lát 3 đã đúng không? Thì em phải giải thích là khi mà kích vào chữ đấy thì em phải chọn đến cái câu lát 3 ấy. Navigation đấy. Em phải tìm đến cái tiêu mục lát 3 đó. Lát 3 nó ở chỗ lát phút đấy. Để gọi đấy, lát 3 footer đấy. Thì đầu tiên cái lát 3 là cái chứa những cái tiêu đề ở phía trên cùng của trang web đúng không? Thì cái thằng chữ đấy nó sẽ nằm ở cái thằng footer HTML ấy. Đấy đúng không? Thì mình sẽ xem cái chữ My Music đấy nó ở chỗ nào đúng không? Đây. Không phải, My Music nó ở trên cùng. À đây cái chữ mang logic ở dưới. Cái My Music đấy có thể là nó là một cái ảnh. Nó không phải là chữ mà có thể nó là một cái ảnh. Em xem cái router link của nó ấy, quan trọng là cái router link ấy. Cái router link nào mà nó gọi về router link rỗng ấy. Thì có nghĩa là nó đang trỏ đến Copenhagen home home là trỏ về localhost 4200 đúng không? Nó không gọi đến một cái sườn nào cả. Thì em xem cái router link nào đang gọi về cái router link rỗng. Ở vẫn là chỗ footer đấy đi. Em xem cái router link của nó ấy, xem thằng nào đang router link về cái image. Em xem cái image kia có phải là cái ảnh music không? Em copy nguyên cái đường link kia em paste ra ngoài ấy, nó sẽ ra cái ảnh ấy, cái RC IMG kìa. Đấy có mấy cái RC này nào. Ở đây là footer mà anh đang nói ở lát 3 cơ mà. Chạy ở footer rồi. Lát 3 ở thằng lát 3 navigation cơ. Đấy. Thì em xem cái magic nó phải là cái thằng đầu tiên, nó là đầu tiên thì nó phải làm ở đầu tiên. Đấy được chưa? Nhìn thấy router link chưa? Thì hôm trước anh có nói về cái thằng router link với router wallet liên quan đến nhau rồi đúng không? Thì mỗi lần gọi router link thì nó sẽ gọi chui vào router OLED đúng không? Đấy, ngoài ra thì nó sẽ gọi đến cái Kubernetes nào đăng ký ở path đúng không? Thì path nó tên là gì thì nó sẽ router link đến cái thằng Kubernetes đấy. Thì cái path đấy nó được đăng ký ở dưới app module. Đấy, app module ở dưới đấy. App routing module đúng không?
uprouting module. Đấy, thì mỗi một goblin nó sẽ đăng ký một cái path tương ứng đúng không? Đây cái path trống này. Đúng rồi, path trống này chính là gọi đến home goblin đấy, được chưa? Thì cái thằng My Magic đấy thì nó sẽ gọi qua routing và nó sẽ gọi đến cái path đăng ký ở dưới uprouting module và gọi đến goblin tương ứng đúng không? Thì nó sẽ chuyển được về đúng cái goblin của nó. Đấy, thì khi người ta hỏi là tại sao kích của đấy nó chuyển được đến đấy thì em phải giải thích như thế đúng không? Là cái luồng đăng ký của nó. Rồi, đấy. Thì em đang tạo đủ 3 bài đi, tạo đủ 3 bài hát đi. Thì tương tự như các chỗ khác cũng vậy đúng không? Khi ấn vào thể loại thì nó sẽ gọi đến Goblin Category đúng không? Ấn vào Album thì gọi đến Goblin Album, thế thôi. Anh ơi, cái này mình còn thiếu cái gì để nếu mà theo anh thì nó hay hơn để em nhớ, để có bị hỏi thì em biết em trả lời là bất nếu có thời gian thì em sẽ bổ sung. À, được rồi, tí cái đấy anh hướng dẫn sau, từ bình tĩnh, cứ làm hết các luồng đi ra, cứ bình tĩnh, anh sẽ hướng dẫn em đầy đủ cách mà mình có thể chia sẻ nó tốt nhất. Thì mình cũng phải có một cái cho người ta góp ý. Đúng rồi, cái đấy tính sao? Mình thấy cứ xong đi đã, nắm được hết luồng của nó đi đã. Đây đúng không anh? Rồi, khi mình tạo đầy đủ 3 bài hát rồi đúng không? Thì em ấn về trang home đi. Đấy, nó sẽ có một carousel, được chưa? Thì carousel này nó sẽ gọi đến cái Goblin carousel. Em sẽ quay lại cái carousel, em sẽ trình bày là cái carousel này chạy hoạt động như thế nào, đúng không? Đấy, carousel đấy. Thì rồi. Thì cái này nó trả về một cái list lên thôi. Đấy là một cái list 3 bài hát nó trả lên, thì nó show ra 3 cái ảnh thôi. Và nó khi mà kích vào ảnh thì nó sẽ router đến đúng cái ID của bài hát đấy thôi. Khi nó chạy ảnh đúng không? Em kích vào cái ảnh nào thì nó cũng sẽ detail đến được đúng cái detail đến cái song. Đấy, ví dụ em nó chạy đến góc khuất thì em ấn vào nó sẽ ra góc khuất. Đấy. Đấy, được chưa? Thì nó gọi đến đúng cái ID của bài hát đấy. Rồi, thì ngoài ra thì nó sẽ là lấy random 3 bài ở trong list. Tức là mỗi một lần ví dụ như là vào trang thì là 3 bài nó sẽ khác, chứ không phải lúc nào 3 bài này nó cũng là tương với 3 bài này. Ví dụ em có nhiều bài hát hơn chẳng hạn. Thì nó sẽ lấy random 3 bài trong 10 bài chẳng hạn. Thì cái logic random, em phải trình bày được cái logic random nó ở cái thằng file type grid của cái thằng goblin carousel ấy. Carousel type grid ấy. Cái đấy nó chỉ là show HTML thôi, còn cái logic phân trang nó lấy random ấy ở dưới đấy. Đấy. Rồi, đấy thì nó lấy random theo cái thằng set interval đấy, nó chỉ là set thời gian thôi. Thời gian nó delay bao nhiêu giây thì nó chạy. Xem nào, cái đoạn lấy random này xử lý ở backend hay frontend nhỉ? Cái này xử lý ở dưới backend, còn tăng frontend nó chỉ lấy data để nó show ra thôi. Còn dưới phần ở dưới backend ấy, mình là lấy cái một cái random ở dưới đấy theo một câu query phải.
Em mở lại cái carousel đi xem là lỗi gọi API nào. Listen. Viết xong random đúng không? Xem service nó gọi cái gì. Service nó gọi get 3 xong random kìa, nhìn chưa? Cái xong service gọi get 3 xong random, đúng chưa? Thì em phải vào cái xong service của thằng Funnel xem nó gọi cái API nào. Đấy, get 3 xong random đấy đúng không? Thì nó gọi API xong cộng với cả random xong đúng không? Thì API xong cộng random xong thì nó chính là gọi ở cái thằng controller của thằng Song. Đấy, controller của Song. Đấy, thì em xem cái cộng 3 random Song là thằng nào. Nó có một cái cộng ngoài cái Song thì cộng thêm 3 random Song nữa đúng không? Xem cái API đấy, cái Đây random. Đấy, đây random Song đấy. Nó trả về một list Song gồm 3 bài đúng không? Đấy, for xử lý là y bằng 0, y nhỏ hơn 3 kìa. List ra Song trong add kìa. Add chấm get y vào đúng không? vâng. Bài này có xử lý random không? List song list random bằng song service. À rồi, nó xử lý ở ở ở query cơ. Ở đây nhá, cái song list song song list bằng song service chấm get song by list kìa, list by kìa, nhìn chưa? Đấy, cái kích của cái hàm đấy. Đấy, em phải kích của cái hàm triển khai ở chỗ thằng IMPL ấy. Như đấy nó không ra được, em phải lần ra cái song service đấy. Rồi. Đó, thì ở đây có một cái câu query xử lý ở trên repository. Đấy, em phải lần đến cái song repository nữa. Em vào tầng repository, mở cái repository ra, mở cái package repository ra. Đấy. Thì ở đây nó có một câu query đúng không? Select from này. Select add from xong đúng không? Order by round đúng không? Order by Thì là random ấy, order by random đấy, nó được chưa? và nó sẽ lấy một cái random từ trên Vâng. xuống dưới đúng không anh? Đúng rồi. Thì cái này nó tạo ra một cái list random thôi, chứ không phải là lấy ra ba bài random đâu nhá. Được chưa? Vâng. Cái này nó trả về một cái list random. Tức là nó đảo lên thôi, nó đảo các bài hát lên thôi, được chưa? Thứ tự không không để cho các bài hát đúng thứ tự nữa, được chưa? Nó đảo list lên thôi. Còn khi mà cái controller kia kìa nó xử lý kìa thì nó mới lấy ra ba bài trong cái list random này. Đây. Đấy thì nó mới lấy ra ba bài thôi đúng không? Đấy nó chỉ gọi ra ba ba phần chạy vòng lặp chỉ chạy ba lần thôi đúng không? Còn em có thể tăng lên 10 lần cũng được đúng không? Em có thể tăng cái số lượng lên là 10 bài cũng được đúng không? Vì logic nó xử lý vào ở đây thì mình lấy ba bài thôi đúng không? Thì chỉ cho y chạy từ 0 đến 3 thôi và sau đó lấy cái list random và add nó vào. Nó là list random chứ không phải là list xong nữa đúng không? Còn nếu mà theo database ấy, thì nó sẽ theo thứ tự đúng không? Khi nó đã chạy query random nó tạo ra một cái list random các bài hát rồi. Thì nó sẽ lấy cái list random để nó add vào. Được. Thì mỗi một lần gọi cái thằng này thì nó sẽ là tạo ra một cái ba cái bài khác nhau chứ không phải là ba bài cố định đúng không? Cái list này nó sẽ mỗi lần gọi API này là list đã được random rồi. Đó. Đấy, logic của cái thằng lấy ra ba bài hát random ở chỗ đấy, em có thể tạo thêm một vài bài 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 hát nữa thì em sẽ thấy được cái carousel ấy nó thay đổi liên tục. Khi mà em lắp trang nó sẽ thay đổi liên tục chứ không phải cố định ba bài đấy. Được chưa? Thì lúc nào website của em nó cũng cảm giác như là nó mới mẻ đúng không? Chứ không nó không tạo cảm giác website lúc nào vào cũng chỉ thấy một cái giao diện như thế đúng không? Được chưa? Rồi. Đây để em thêm hai bài nữa. Em có thể thêm hai bài nữa vào thì em sẽ thấy là em loát đại trang thì sẽ thấy ba bài nó sẽ thay đổi chứ nó không phải cố định. Đấy. Đây là chức năng carousel. Ngoài ra thì nó có một cái chức năng nữa là tốt các bài hát theo lượt nghe. Thịnh chính là cái thịnh hành đúng không anh? Ngoài cái thịnh hành ấy thì nó sẽ được xây dựng theo lượt nghe, được chưa? Thì lát nữa mình sẽ phải phân tích cái luồng của cái lượt nghe đấy nó tính như nào. Đúng không? À anh ấy, cái ảnh avatar này nó đang bị méo ấy, thì mình chỉ lấy một kích thước anh ấy, thì nó sẽ không bị méo đâu. Là sao?
Có nghĩa là nó có hai cái kích thước là width và height, thì mình chỉ lấy một cái thôi thì nó không bị méo luôn. Này méo đâu, nó có méo đâu. Đây này, nó méo rồi. Méo đấy là do cái ảnh, là do chất lượng ảnh ấy. Chất lượng nó bị bất cái ngoài lề ra, kích cỡ nó vẫn giống nhau ấy. Không phải méo ảnh đâu. Đấy em thấy cái ảnh ca sĩ kìa, ảnh ca sĩ kìa, nó bị hai cái vạch trắng ở ngoài lề ấy. Ảnh về hát không phải ảnh ca sĩ. Chỗ Thịnh Hành kia là nó, chỗ Thịnh Hành đấy là xếp theo ảnh ca sĩ là ảnh ấy nhỉ? Cái này nó theo nó chính là ảnh bài hát này. À, ảnh ca sĩ. Ừ, cái ảnh bài hát kia ảnh nó tràn viền. Còn cái ờ đấy là ảnh ca sĩ rồi. Nó bị mất viền mà, thì lúc design quan trọng là nó, khi mà thiết kế nó sẽ có đội design riêng, hiểu không? Design nó cũng quan trọng, bởi vì design nó có tiêu chuẩn thiết kế của design. Nhưng mà ảnh demo mình nó xấu, nó thành xấu rồi. Rồi ca sĩ này thì nó mới là ảnh ca sĩ, bài hát thì nó là ảnh bài hát. Vâng. Cái ảnh ấy kia nó đang bị mất hai viền trắng ấy. Ngoài như thế có một cái ảnh nó đầy, có ảnh nó mất viền trắng. Anh bảo lúc nào mà lắm hết luồng xong thì em tạo lại dữ liệu cho nó đẹp ấy. Để thiết kế lại ảnh ấy ngay cho nó đẹp, tìm những cái ảnh nào nó phù hợp. Ờ anh ấy, cái này là cái album của cái thể loại thì nó lại giống nhau. Không, album, chức năng album này mình chưa xây dựng. Đấy, thì lát nữa mình có thể nói có thời gian để xây dựng thêm chức năng album. Bởi vì cái album ở đây nó sẽ dựa vào cái playlist. Rồi, em có test cái chức năng tạo thêm bài hát không? Không thì nói luôn cái luồng của cái thằng xây dựng tốt thực hành Thịnh Hành ấy. Vâng, tốt Thịnh Hành ấy. Cái Thịnh Hành đấy thì nó sẽ được sắp xếp theo tốt, sắp xếp theo lượt nghe của bài hát. Bây giờ ví dụ như em kích vào một bài hát nào đấy và em nghe thì nó sẽ cứ mỗi 1 giây thì nó sẽ tăng cái lượt nghe của nó lên một lần. Đấy, em phải nghe 10 giây hoặc em tua đi 10 giây. Rồi, bây giờ em quay lại tốt Thịnh Hành đi. Quay lại Thịnh Hành đi. Đấy, em thấy cái thằng đấy được tăng lên 1 chưa? Đấy thì ví dụ như là người nghe, người ta vào đang nghe bài hát đúng không? Thì ở đây mình có cái gọi là đo theo thời gian của cái thằng audio. Nó được xử lý ở cái component detail á. Đấy thì người ta hỏi là cái lượt nghe tăng lên như thế nào thì em phải nói nó xử lý ở cái component detail á. Detail song á. Đúng rồi. Rồi em vào cái câu lần đi theo song đi. Đi theo song chứ không phải vào lít đâu. Đi theo song là phía trên. Đó. Mở cái đi theo song à. Rồi ok. Đấy, thì cái thằng detail song nó có một cái đoạn đo thời gian lớn hơn 10 ấy, nhìn chưa? Đấy. Khi mà cái cooldown time ấy, nó gọi cái cooldown time ấy là nó lấy cái value của cái nhạc nó ra, lấy cái target của value ra và nó lấy cooldown time là lấy được cái chỉ số mà cái thời gian nó đang chạy hiện tại ấy. Nó mà lớn hơn 10 giây. Được chưa? Thì nó tăng cái biến đấy lên một lần. Đúng, ở đây cao đấy. Đấy, cao tăng lên một lần, được chưa? Nhưng mà anh ấy cái này mình không xét là giây hay là phút hay là mini giây mà nó. Cái cooldown time đấy nó trả về mỗi số mà. Thì chỉ cần so sánh với số thôi là nó biết là bao nhiêu giây rồi. Cooldown time nó đưa về số mà, nó số đấy nó tính theo đơn vị là giây. Mà mặc định nó luôn là giây đúng không anh? Thì cái cooldown time đấy nó lấy ở trên HTML xuống mà. Đúng rồi. Thì nó chỉ cần so sánh với số 10 nó biết là lớn hơn 10 giây. Khi mà lớn hơn 10 giây thì cái thằng kia, nếu như mà cái cao bằng 0 đúng không? Vâng. Cao bằng 0 thì nó sẽ gọi vào cái thằng service kia kìa. Đấy.
nó gọi cái API service đấy và nó return luôn, nó không không tăng nguyên cao lên. Ở đây nó liên quan đến cái phần xử lý bất đồng bộ nữa, cho nên nó xảy ra cái lỗi đấy nên nó buộc phải xử lý ở cái đoạn check cao bằng không để cho tránh cái trường hợp mà nó cao luôn, nó tăng quá lên mà không xử lý được. Thì sau đó cao mới cộng cộng ở phía sau. Em kéo xuống nơi dưới nữa đi xem có một cái xử lý nào gọi API nữa không. Kéo xuống dưới nữa. Rồi ok. Nếu cao bằng 0 này thì gọi thằng view xong này, gọi truyền ID vào này. Truyền ID vào sau đó gọi data ra. Rồi không thì cao tăng lên. Rồi ok. Cao tăng lên thì nó có cái đoạn gửi cái thằng, nó phải gửi cái thằng cao về thì nó mới có thể là tăng cái lượt đếm lên ở backend. Nó phải có một cái đoạn gửi cao về. Cái thằng public on time update ấy, được gửi ở đâu nữa không? Cái public on time update này nó là một cái hàm riêng đúng không? Nó là một hàm riêng. Có backend này. Không, em vẫn ở cái biến cao đấy đã. Biến cao đấy chắc chắn nó phải xử lý ở biến cao đấy ở đâu nữa đúng không? Cái biến cao đấy nó khai báo ở ngoài hàm đúng không? Vâng đúng rồi. Đấy, thì biến cao đó ngoài hàm thì chắc chắn nó phải xử lý ở hai hàm khác nhau. Rồi em xem biến cao nó còn truyền vào đâu nữa. Biến cao nó còn truyền ở đâu nữa? Cao tăng lên sau đó nó phải truyền vào đâu nữa đúng không? Target. Không phải. Cái đấy nó chỉ là được con slot thôi. Em can chọn F vào biến cao ấy xem nó gọi ở những đâu. Cứ ấn enter đi. Ấn tiếp. Nó chỉ gọi đây đúng không? Thế thì thằng on time update xem em on time update nó gọi đâu. Gọi đấy đúng không? Truyền cái event ở đấy đúng không? Em kích vào đấy, kêu đấy. Rồi bây giờ em xem backend nó xử lý cái hàm detail view view song này, nó gọi API nào, cái thằng view song nó gọi API nào. Không, em xem cái thằng view song nó gọi API nào đã, thằng frontend nó xử lý view song ấy, nó gọi API nào đã. View song. Xong service gọi view song ấy. Truyền ID vào ấy. Em phải kích vào cái view song kia kìa xem nó đang hoặc là tìm cái song service xem nó đang gọi API nào. Delete xong, view xong, đấy kìa. Cái như của em với của anh nó đang bị lệch thời gian đi. View xong thì nó gọi đến cái thằng view cộng ID đúng không? Nó có phải trùng với cái thằng detail xong không? View xong đấy nó phải trùng detail à? Em xem còn cái hàm nào khác liên quan đến ID nữa không? View ID API xong, ID nó khác nhau đấy thằng đâu không? Em xem cái thằng detail xong có thằng detail xong khác không? Kéo lên trên anh xem nào. Ok, civit bên này cơ mà. Đấy. Kéo cái column bên phải cơ mà. Đấy, nó khác đấy. Nó có một cái thằng file xong by ID kìa. Thì mới là cái thằng detail xong nhá. Em nhìn thấy có một cái file xong by ID nhìn chưa? Thì mới là thằng detail xong nhá. Anh chờ em tí, như của em quay đang bị trễ. Đây à. Kéo lên nữa xem có thằng detail song không? Get page song, list song đúng không? Thì cái thằng buy song ID thì mới là thằng detail song á. Nhưng mà cái thằng view song là cái thằng mà nó set cái chỉ số của cái thằng được nghe đấy. Nó sẽ xử lý một cái logic riêng ở API riêng. Đấy, được chưa? Thì em xem backend nó xử lý cái luồng đấy như nào. Backend em phải xem ở controller. Controller trước nó sẽ tạo một cái API đúng không? Đấy cái view ấy. Đấy được chưa? Đấy được chưa?
thì mỗi mỗi một lần gọi về đúng không, thì nó sẽ gọi, nó sẽ set cái đấy lên, tăng lên một lần đúng không, yeah, xong chấm get, chấm get time cộng thì cứ mỗi mỗi một lần gọi cái API này thì nó sẽ set cái đấy lên một lần đấy. Còn cái đoạn front end kia nó chỉ check là cứ lớn hơn 10 giây thôi, lớn hơn 10 giây thì nó gọi cái API đấy một lần thôi. Được chưa? Anh ấy thế là cái này nó kiểm tra bằng không, lúc vừa anh giải thích là em chưa hiểu lắm. Cái bất không này nó liên quan đến cái xử xử lý bất đồng bộ. Bất đồng bộ Nó xử lý bất đồng bộ. đấy là ở mỗi một phiên làm việc session mới là mở ra nó cho về bằng không luôn này, nó cộng thêm ạ. Đầu tiên là cái cao bằng không đúng không? Vâng. Sau đó thì nó check cái thời gian này lớn hơn 10 giây thì là đúng rồi đúng không? Vâng. Đấy, thì nếu như mà cái thằng cao bằng không thì làm mới gọi cái API này và nó return luôn. À có nghĩa là mỗi lần mình kích vào bài hát ấy là nó coi như bằng không, xong rồi trên 10 giây nó cộng 1, xong nó lại cộng mấy cái cũ của nó là lên 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 bao nhiêu lần Bởi đúng vì không? nó có khả năng xảy ra bất đồng bộ ở đây là cái API nó có thể chạy trước, được không? Đúng rồi, Nó có đúng thể rồi. loát trước, cho nên là cái cao kia nó lại tăng lên sau nhỉ. Vâng. Đấy. Đoạn này check bằng không để xử lý bất đồng bộ thôi. Đấy, còn không thì cái cao kia nó cứ tăng lên thôi. Thế thì nó sẽ không xử lý cái đoạn API này. Đoạn cao cộng cộng này cũng khi cũng không cần phải xử lý cái thằng cao cộng cộng này đâu. Nhưng mà chính anh ấy chính ra là cái backend này nó chỉ thống kê được số lượt thôi, nhưng mà trên 10 giây thì cái frontend mới là cái. Đúng rồi, cái front end nó phải là nghe trên 10 giây thì nó mới gọi API. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ hơn, đại khái là cái đoạn logic này là cứ xử lý là lớn hơn 10 giây thì nó gọi API một lần. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, lớn lớn hơn 10 giây thì nó gọi thằng API đi một lần. Thì gọi API đấy thì thằng API nó sẽ set cái lượt nghe ở trong DB lên một lần, thế thôi. Trong cái song ấy, trong cái bài hát ấy nó có liên quan đến lượt nghe. Time, cái À, mới đúng. time ấy. Ừ, rồi, nó sẽ set time lên một lần, thế thôi. Time và cái time cũ cộng lên một lần. Đấy, logic ở đây như thế. Ở đấy là chính là thì sau sau đó thì nó sẽ sắp xếp theo top đúng không? Thì nó phải có một cái API để show ra cái list sắp xếp theo top. Thì cái list đấy nó cũng phải sort đúng không? Thì cái goblin của cái thằng sắp xếp đấy nó sẽ phải có một goblin riêng. Nó đang là cái table theo kiểu dạng material đúng không? Đấy thì nó sẽ cũng phải có một cái goblin như là goblin nên là chain này mà chain chain song gì đấy. Em ở ở cái goblin song ấy. Đấy, top chain đấy, top chain đinh ấy. Đấy. Thì nó sẽ có một cái colon riêng để show ra đúng không? Thì nó cũng sẽ phải gọi một cái API ở phía backend ra đúng không? Đấy thì ở đây là phân trang theo table mà trước anh có hướng dẫn em ở cái front end material ấy đúng không? Đấy là fix cứng đúng không? Còn đây là khi mình đã kết hợp với DB rồi. Đấy thì thằng thằng DB nó phải trả về cho nó một cái list đúng không? Nó sẽ xử lý phân trang. Đấy, thì cái list song data kia chính là gọi API kìa, get top trending song kia supply là nó lấy data ở phía backend ra đúng không? Thì thằng data này nó đã được trả ở phía phía backend rồi. Data này nó phải sắp xếp rồi đúng không? Thì em xem cái logic sắp xếp đấy nó gọi API để sắp xếp. Đây. Đấy, top trending song đấy thì thằng service nó sẽ có file top kìa, top 5 order by kìa, kìa. Đấy. Thì em xem nó cũng phải có một câu query nào đấy ở chỗ tầng repository ấy, nó có thể là hàm có sẵn hoặc là nếu không có sẵn thì phải viết query. Hàm này thì có sẵn rồi, thằng query này nó có sẵn rồi. Nó có hàm có sẵn rồi. Đấy hàm hàm đấy nó chỉ cần gọi file top 5 by order by time DEC kìa thì tự nhiên là nó sẽ sắp xếp rồi, nó gọi ra 5 bài thôi nha. Đấy nó chỉ có 5 bài thôi. 5 nên nó gọi là 5 bài, 5 bài có sắp xếp giảm dần. Đấy thấy không? Thì nó sẽ trả về một list có 5 bài hát sắp xếp giảm dần. Thì mỗi một lần nghe thì nó cái lượt nghe nó sẽ sắp xếp giảm dần theo cái thằng time. Mỗi nghe thì time tăng lên. Đây sắp xếp theo time. By time. DSC là giảm dần. Đó.
thì nó sẽ trả ra cái covalent top shading đấy. Thì đấy là chức năng của chức năng thịnh hành. Còn chức năng sort thì mình đang xây dựng là chỉ sort theo bài hát thôi. Sort vào đây nó sort gần đúng này. Không phải đúng, tức là em gõ gần đúng thì nó sẽ ra. Sort theo bài hát chứ không phải là sort theo ca sĩ. Được chưa? Thì đấy là tất cả các chức năng của thằng admin. Đấy, admin nó có thể tạo dữ liệu đúng không? Đây mình mới xây dựng search theo bài hát thôi, chưa search theo cái khác đâu. Thì em cũng nói là nếu có thời gian thì em sẽ xây dựng cái chức năng search này nó tốt hơn, đúng không? Có thể search tổng hợp, search cả ca sĩ, search cả thể loại, search cả bài hát được, đúng không? Nhưng do không có thời gian này em chưa kịp. Cái chỗ search là nó ở chỗ nào anh nhỉ? Cái search đấy thì đầu tiên nó phải là lát 3 đã, đúng không? Những cái gì thuộc về lát 3 thì em phải xuất phát luôn từ lát 3 trước. Em nó gọi cái gì, đúng không? Thì em phải vào cái lát 3 xem cái thằng OO input search đấy nó làm ở đâu, đúng không? Phải vào cái lát 3 HTML chứ. Đây. Đấy, thì nó sẽ gọi search thôi. Search thì nó truyền về một cái value từ input, xong nó bắt cái value đấy, đúng không? Bắt value đấy và sau đó nó chuyển về phía backend thôi. Thì backend nó sẽ xử lý một cái API nào đấy, nó trả data lên. Em xem cái ô sốt đâu. Đấy, ng model sốt đấy, nó gọi sốt song ở đấy đúng không? Nó sẽ chuyển value của cái sốt song đấy đúng không? Đấy, sau khi search thì nó sẽ gọi cái thằng gọi thằng song của bài hát đấy, nó sẽ chuyển về gọi API thôi, nó phải xử lý qua một cái API nào đấy. Em xem cái service nó gọi API nào, nó ấn tinh tinh vào đấy. Thì ở đây xong service nó gọi set value đúng không? Xong truyền search vào đúng không? Thì em phải xem xong service nên nó set value là cái thằng hàm đấy là hàm nào. Mở xong service ra xem thằng set value đấy nó gọi cái gì. Set value là thằng nào? Set value. Đấy, set value đấy đúng không? Đấy, thằng set value ở đấy thì đồng thời nó sẽ có thằng get value. Cái đoạn này là mình xử lý là trên cùng một service luôn, thì có liên quan đến cái thằng behavior của thằng Angular ấy. Tức là nó xử lý bất mạng.
rồi mất mạng. Anh ấy có phải là cái này là cái ABI của ABI của nó vẫn gọi đến xoang đúng không? Không, ở đây nhá, nó đang xử lý một cái gọi là truyền dữ liệu giữa các Kubernetes khác nhau. Được chưa? Nó áp dụng cái thằng BIVR để truyền dữ liệu từ cái thằng Kubernetes đang gọi Kubernetes LAT 3 đúng không? Thì nó xử lý truyền dữ liệu từ Kubernetes LAT 3 xuống cái thằng service. Xuống cái thằng song service đấy. Thằng Kubernetes LAT 3 thì nó chỉ lấy một cái value ở đấy thôi. Và nó truyền về service, nó set value ở đấy, nó truyền về service được chưa? Thì sau khi truyền vào service thì cái thằng service nó sẽ get được cái value ra. Value kìa. Ở đây một cái thằng behavior subject em nhìn thấy chưa? Đấy, private behavior subject ở phía trên kìa. Đấy nó gọi cái thằng thì nó sẽ lấy được cái value đấy ra. Được chưa? Lấy cái value đấy ra. Đấy, thì sau khi lấy cái value ra thì chắc chắn nó phải truyền vào một cái API nào đấy thì mới ra được kết quả. Thì em xem cái Kubernetes mà sâu cái list search ấy, xem nó xem có cái Kubernetes ở chỗ Kubernetes song ấy, xem có thằng Kubernetes nào nó vẽ ra cái list search không, page search không. Đây. Đấy có thằng nào liên quan đến search không? Đấy, page search đây đúng không? Đấy, thì thằng page search này nó sẽ gọi thằng get value, thấy chưa? Đấy, nó get value và nó bắt đầu gọi một cái API để truyền cái value đấy vào. API. Đấy get value đấy, nó gọi get gọi cái hàm get value.supply thì nó lấy được ra data đúng không? Vâng. Đấy thì nó sẽ lấy được cái search đấy ra. Insert bằng data insert list song. Em xem là cái thằng get value ấy nó có gọi API nào không? Không, ở đây không thấy gọi. Không, thế thì chắc chắn nó phải xử lý qua một cái API search nào đấy thì nó mới lấy được dữ liệu chứ. Nó phải xử lý phía backend thì nó mới lấy được dữ liệu chứ. Em phải xem lại cái chỗ song service ấy, nó phải xử lý qua một API nào đấy chứ. Em xem lại cái thằng get value ở chỗ song service ấy. Get value đấy kìa, gọi cái thằng đấy sau đó nó gọi em... gọi là cái app of observable my have you gọi get. Em xem cái hàm get value đấy nó được gọi ở đâu nữa không? Insert bằng data. Insert bằng data. Insert bằng data này. Nếu như search bằng rỗng thì đi xong bằng rỗng. Còn không thì nó gửi một cái request. Điền insert vào. Subscribe data lấy mỗi ở get value ra được data. Cái này xem nó có xử lý. Em quay lại chỗ controller của backend trước có xử lý backend search không nhỉ? Mở xong controller, xem có cái nào liên quan đến search đây không? Đây. Đấy. Search truyền name đấy nó phải có xử lý API này đúng không? Em xem lại cái thằng song service của thằng Angular xem có cái thằng nào API search đây không? Có ấy, nó gọi alo cái API API get xong bài name xong rồi không nó gọi thêm cộng thêm cái search nữa thôi, API xong cộng với search thôi.
Không có. Ủa, nhưng sao ra dữ liệu? Nó phải có gọi sơ xuất ở đâu chứ? Ủa, sao ra ra được? Em xem nó có gọi ở chỗ công lần khác không? Xem có gọi ở chỗ công lần khác không? Nó gọi ở trên này, anh ấy nó gọi ở trên này. Nó là ghép bếp xuất xong này. Nó gọi ở trên này anh ấy. Đây đúng không? Đây. Gọi đây. Điền param vào cộng với search. Search này cộng với search. Cái thằng search kia là lấy ở đâu? Request. Em xem cái thằng get page song search song đấy nó gọi ở chỗ thằng nào, cô lần nào. Em kích vào đấy em xem nó gọi cô lần nào. Kích chuột vào cái hàm đấy. Đấy. Đây 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 nó được gọi ở cái thằng colon này đúng không, request subscribe đây thì cái này nó đang ở colon nào đây, em xem nó nằm ở colon nào. Nó ở best search component này, best search component chứ không phải là song search. Kích chuột vào kia này, truyền về service này, xong rồi gọi thằng này này, xong rồi gọi lead. Xong ở đây này. Thằng kia nó chỉ mục đích là truyền về service của thằng Song thôi đúng không? Của thằng Song. Em kéo lên trên đây xem nó phải gọi cái xử lý logic nữa chứ. Kéo lên. View child ở đây là liên quan đến kubelin con, kubelin cha. List Song. Đây ở đây có xử lý một cái json chấm service chấm get value kìa, chấm subscribe kìa. Yeah. Đấy nó có liên quan đến cả thằng get value ở đây nữa đúng không, nó có hai cái cụm lần khác nhau. Khi mà gọi thằng search xong ấy thì nó đổ với cụm lần page search thì nó vẫn liên quan đến thằng get value. Ở đây là nó truyền dữ liệu thông qua service thì hai cái cụm lần này đều dùng chung cái service, song service. Cả colon pesson và cái colon mà lát bài kìa nó đều dùng chung với một cái service ở constructor ấy. Constructor nó đều dùng song service đúng không? Và cả cái thằng lát bài kia cũng sẽ phải dùng chung cái song service. Và ở đây nó truyền dữ liệu từ colon lát bài sang colon pesson. Search đúng không? Đây, nó dùng chung với song service này dùng chung song service thì cái thằng song service này chỉ mục đích là hứng cái value ở phía lát bài để truyền sang colon khác thôi. Được chưa? Nó sẽ truyền truyền dữ liệu từ kubelin này sang kubelin khác. Nó nhận dữ liệu từ kubelin lát 3 đúng không? Sau đó nó sẽ truyền dữ liệu sang một cái kubelin PageSong. PageSong search, được chưa? Thì nó sẽ truyền qua cái service. Và đoạn đầu tiên là get value đúng không? Thì thằng get value nó sẽ lấy được value ra đúng không? Thì ở đây nó có value ở mãi thằng PageSong search cơ, được chưa? Đấy. Chứ không phải ở thằng detail nhé. Mà nó gọi sang hẳn một kubelin khác. Thì đây là truyền dữ liệu giữa các colon này. Đấy, đoạn xử lý search này là truyền dữ liệu giữa các colon nhá. Truyền dữ liệu giữa hai colon khác nhau. Đây là chức năng tìm kiếm. Đấy thì nó phải gọi một cái API ở phía backend ấy thì nó mới có thể là sâu ra dữ liệu được, lấy dữ liệu ra được. Còn thằng frontend thì nó chỉ là truyền về thôi. Điền vào cái gì nó truyền về cái đấy thôi. Còn nó vẫn phải lấy dữ liệu phía backend lên thì nó mới sâu tiếp ra được. Ok. Xem còn cái chức năng nào nữa không? Rồi, carousel rồi này, thịnh hành rồi này đúng không? Rồi search rồi này. Rồi nó xem có cái chức năng bảo mật không? Em xem có cái chức năng có cái watch nào ở trên Angular không? Xem web này đã xây dựng chức năng bảo mật chơi chưa. Em kéo ở chỗ service đấy, xem có cái watch nào. Cục service đấy. Rồi, em xem có một cái authent watch nào không. Interceptor hôm trước nói rồi đúng không? Interceptor để đính token vào request đúng không? Authent service này. Cái này chưa có chức năng bảo mật rồi, chưa xây dựng chức năng bảo mật.
Cái này nó chỉ có check login watt thôi đúng không? Chưa, không chưa có watt, tức là à đấy có chức năng của mặt rồi đấy, cái watt cái lưu watt này em sẽ xem là cái login watt này nó được khai báo ở phía dưới cái thằng app module đấy, app routing module, em xem cái thằng check login watt này nó xử lý như nào. Em ấn vào cái check login watt đây đã, xem nó xử lý nhá. Canatis ở đây đúng không? Get token, nếu như có token đúng không? Thì là có đăng nhập này, thì return true là đúng này. Còn không thì nó sẽ trả về Goblin Home đúng không? Tức là ở đây nếu như mà cái thằng user này nó đăng nhập đúng không? Thì là đúng. Còn không đăng nhập ấy thì mặc định nó sẽ phải quay lại trang home. Rồi khi mà cái Goblin nào ấy được set active với cái thằng Canatis này ấy, thì nó sẽ được gọi Goblin đấy. Là khi mà nó chu ấy thì nó mới được gọi công lần đấy, thì nó sẽ xử lý ở dưới cái thằng app routing module đấy. App routing module đấy. App routing module đấy. Đấy. Em thấy có cái can active không? Em nhìn cái chữ can active thì đấy là can active rồi. Can active là nó truyền cái check login watt vào đấy. Cái can active màu tím nhá. Có hai dòng thôi, dòng 27 26 ấy. Vâng, login và đấy, khi mà nó có token đúng không? Thì đúng, nó mới được gọi cái Goblin login và Goblin register, tức là khi mà chưa đăng nhập ấy. Được chưa? Thì chưa đăng nhập thì có nghĩa là chưa có token đúng không? Thì đúng, mặc định nếu như mà nó cố tình nó truy cập vào hai Goblin đấy thì nó sẽ đẩy cái trang không. Được chưa? Bây giờ cái chức năng bảo mật đấy thì em phải quay lại giao diện em test thì mới giải thích được. Đây. Bây giờ là nó có token rồi, đúng không? Để nguyên như thế. Bây giờ là có token rồi đúng không? Thì có token thì nó sẽ là return true đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì bây giờ nếu như mà em cố tình em truy cập vào cái thằng Goblin register, tức là em cố tình em sượt register đi. Đây, em xóa cái sửa so kia, em sửa thay bằng cái register đi. Nó lúc có hot 4200 ấy, em thay cái sửa đấy bằng register. Register. Đấy, enter đi. Đấy, thì mặc định nó sẽ quay lại trang hộp. Đó, em ấn vào login đúng không? Em sửa vào login tiếp. Tôi đây tiếp tục sửa login. Đấy, thì nó sẽ vẫn bắt em quay lại trang home đúng không? Có nghĩa là gì? Khi mà thằng user này nó đã đăng nhập rồi đúng không? Nó đã đăng nhập rồi thì là token có rồi đúng không? Đây là return true. Return true thì có nghĩa là nó sẽ không được phép sử dụng cái Goblin đăng ký và Goblin đăng nhập nữa. Tại vì nó đã đăng nhập rồi thì nó còn đăng ký và đăng nhập làm gì nữa đúng không? Thì đây là cái logic của nó. Còn khi mà nó thoát ra thì nó mới có thể nhìn thấy hai Goblin đấy. Đấy, khi mà em knock out ra. Đâu anh ấy, cái này là nếu mà cái này mà nếu cái token này mà chưa có thì nó chu là chưa đăng nhập đúng không? Còn nếu mà nó có rồi thì đây là đảo nha, chấm than. Đây là đảo đúng không? Chấm than là chưa có. Và nó đảo. Ừ, chưa có. Và nó đảo. Đảo. Có rồi, nếu mà có đăng nhập rồi ấy, có đăng nhập rồi thì nó mặc định nó sẽ về trang home. Nó sẽ ra navigate về cái home. Vâng. Đấy. Còn chưa có thì nó mới được phép. Chưa có thì nó là chu. Vâng. Chưa có thì nó mới được sử dụng. Vâng. Hai cái Goblin đấy. Yeah. Khi. Vâng. Mà nó chưa đăng ký đăng nhập ấy thì nó mới nhìn thấy được hai cái Goblin đấy. Còn nó đã đăng nhập rồi thì nó không nhìn thấy. Thấy không? Không có token có nghĩa là không đăng nhập. Không đăng nhập thì nó mới là nhìn thấy hai cái Goblin đấy. Thì đây là trong những cái chức năng bảo mật nhé. Thì nếu. Vâng. Mà có thời gian thì em có thể nói là mình hoàn toàn có thể xây dựng các chức năng bảo mật lên cái tài khoản của thằng admin. Đấy ạ. Ví dụ như là mình sẽ xây dựng ra một cái chức năng nào đấy quản lý user chẳng hạn, nó sẽ có một cái là gọi là sượt đến cái page của thằng user đúng không? Thì thằng user đăng nhập vào nó cố tình nó truy cập vào cái đường link liên quan đến user đấy thì mình sẽ chặn chặn cái việc đấy thông qua cái thằng là mình sẽ dùng một cái watch riêng của thằng admin. Đấy là chức năng bảo mật của thằng Omula. Đi chưa? Ờ. Sắp xong rồi em đi rồi vừa. Ok. Ok, anh nghĩ thế có nghĩa là
nếu mà thằng admin ấy nó muốn truy cập vào thằng user, nó truy cập được những thằng user, mà truy cập thằng user là không được Đúng đúng rồi, thì ví dụ như em muốn chặn cái quyền của thằng user đúng không? Thì mình có thể xây dựng cái không ạ? watch admin đúng không? Thì em sẽ check Vâng. có token này đăng nhập rồi này, xong rồi check tiếp đến cái thằng role đúng không? Check role nó là user đúng không? À là admin đúng không? Nếu như nó là admin đúng không? Thì return true đúng không? Nó về đâu đấy. Đấy, được chưa? Đấy thì đấy là chức năng mình muốn bảo mật đúng không? Mình muốn bảo mật cái đường link nào đúng không? Thì mình sẽ cho phép nó return true thì mình sẽ can active nó ở colon nào đấy đúng không? Cứ return true thì mình sẽ can active nó ở colon nào đấy. Yeah. Thì cái thằng đấy nó khi mà nó true thì nó được được phép thực hiện cái công việc đấy. Thì ở đây nó tương tự như cái trường hợp mà nó chưa đăng nhập ấy, chưa được ký đăng nhập ấy, thì nó được sử dụng cái colon return vào login đúng không? Thì nó là return true ở đấy đúng không? Còn ví dụ như là chức năng của thằng em muốn bảo mật đúng không? Thì em muốn bảo mật cái đường link đấy đúng không? Thì em check tiếp cái role nó ra đúng không? Nếu như role nó là admin đúng không? Thì return true. Sau đó em Vâng. truyền cái active đấy vào cái colon mà nó được sử dụng đúng không? Thì ví dụ như là thằng admin nó được sử dụng cái colon đấy đúng không? Thì khi mà nó đăng nhập tài khoản Vâng. admin đúng không? Thì nó được sử dụng colon đấy, còn những thằng khác sẽ không được phép truy cập vào đấy. Được chưa? Vâng. Đấy là một cách bảo mật trong Vâng. là đấy. Vâng. Đấy thì đấy nó thêm một cái chức năng watch, nên watch thì khi trình bày về dự án thì em cũng có thể trình bày cái chức năng đấy, thì nó khá là toàn diện về dự án đấy, nó chỉ có thêm sửa xóa rồi tìm kiếm bảo mật đúng không? Anh thế này Rồi thì em có nghĩa là nó bảo mật ở trên front end luôn đúng đúng rồi, bảo mật trên không? front end luôn, Ông muốn thì ngoài ra có thể là người ông ta muốn sẽ phải cài chặn cả dưới cái back end nữa. vâng. Cái này là có nghĩa là trong trong giới hạn là mình mới chỉ thực hiện bảo mật ở trên front end, chứ mình thực hiện được bảo mật ở trên back end đúng không? Nếu có thời gian thì mình sẽ triển khai thêm Đúng đúng không? rồi, backend thì mình sẽ cũng có thể là mình check luôn ở cái xử lý luôn ở cái API của thằng backend ấy, thì mình check luôn cái role ở đấy, mình gọi thằng user ra mình check ở đấy. Thì nếu như nó là role của thằng admin chẳng hạn thì mình return thôi, mình không cho xử lý sâu dữ liệu đi ra cả. Đấy là một cách xử lý, ngoài ra nó có thể xử lý luôn ở filter ở cái phần đoạn config của thằng backend. Nhưng mà thường thì nó sẽ xử lý luôn ở thằng controller cho nó nhanh. Đấy, thằng controller đấy mình lấy token ra được đúng không? Token mà mình check cái role nó là thằng nào đúng không? Mình lấy user hiện tại ra mà mình check được. Có một cái hàm get current user là hàm lấy ra user hiện tại. Cái hàm đấy thì lúc nào mình cũng check được role nó là thằng nào, và mình có thể đặt cái hàm get current user đấy ở bất kỳ API nào mà mình check role nó ra. Check role nếu như role nó là gì đấy thì mình sẽ return thôi. Nó sẽ là gọi đến đấy phát return luôn. Thì nó sẽ không tiếp chạy cái logic ở API ở phía dưới. Vâng. Đúng rồi. Rồi, ngoài ra nó còn một cái chức năng nữa là chức năng quan trọng của thằng user. Thằng user nó có thể tạo ra cái playlist của riêng nó đúng không? Thì cái chức năng playlist này cũng là chức năng khó nhất trong cái dự án nhé. Thì em đăng nhập với thằng user vào đi. Khi đăng nhập với user vào đúng không? Thì em ấn vào cái profile của nó thì nó sẽ có một chức năng là thêm cái yêu thích của nó ấy. Đây, em click vào đấy đi. Rồi, ấn vào thư viện. Rồi, create playlist. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn ảnh cho playlist, mình tạo ra một playlist. Tất nhiên nó có thể nó tạo ra nhiều playlist đúng không? Đâu đấy à? Đây này. Hiển thị playlist ra. Ok, thì khi mà em vào detail playlist đúng không? Show ra cái playlist đấy. Rồi, thì bình thường bây giờ là có bài hát Form nào đúng không? Thì mình ấn vào add song. Đấy. Thì mình ấn vào thêm. Đấy thì nó sẽ thêm bài hát vào. Em cứ ấn ra ngoài tự động nó sẽ thêm ba bài hát được thêm mới vào. Đấy được chưa?
thì cái close close kia, cái mở cái close đấy. Đấy thì cái đoạn này xử lý logic nó cũng chưa được tốt, bởi vì khi mà mình ấn vào thêm ấy, mình cần phải hiện một cái pop up nào đấy để báo cho người ta đã thêm vào đúng không? Thì đoạn đấy mình chưa xử lý. Thì em có thể là cho thời gian ngắn em chưa kịp xử lý đoạn đấy hả? Vâng, đấy. Khi mà kích vào mình thêm vào rồi đấy đúng không? Thì phải báo nó đã thêm bài đúng không? Đấy thì nó có thể xóa những bài hát nó đã thêm vào đi đúng không? Nó có thể không thích những bài đấy nữa, nó có thể xóa đi. Đấy. Thì khi mà thêm vào thì nó có thể nghe được những cái bài hát theo playlist đúng không? Đấy. Bootleg bài và có bài nó có thể nghe được nhiều bài cùng một lúc đúng không? Cái chức năng Nhưng này mà anh ơi, cái này hình như là mình cái này là nó xóa theo tên bài hát đúng không anh, chứ nó hỏi xóa theo ID đúng không? Xóa theo ID bởi vì em thấy là ấn vào một bài, em thấy là ấn vào một bài nó xóa thành hai bài đi, nó xóa theo kiểu xóa theo tên. Đó, xóa theo ID đây Đấy. Đó. Đây nhá, vị em ấn ấn bài này hai lần đi, bài này hai lần. à, tức là nó sẽ xóa theo ID, thì hiển nhiên là ID hai cái bài đấy là hai bài giống nhau mà, thì nó sẽ xóa luôn cả hai bài đúng không? Bởi vì hai bài này đang có ID giống Thế là nhau. có nghĩa là cái playlist này là mình cũng phải làm một Cái đoạn đấy là chưa chắc ID cơ, giống nhau. cái đấy thì hoàn toàn có thể xử lý được, mình có thể check được. Chẳng qua cái logic đấy mình đang xóa là xóa theo ID, mình xóa phát là nó check tất cả những cái giống ID thì nó sẽ xóa. Mình hoàn toàn có thể check được là mình sẽ xóa và để lại một bài được, hoàn toàn có thể xử lý được. Đấy không có gì khó cả, đúng không? Check ID rồi mình chỉ xóa những cái bài giống đi, còn mình để lại một bài vẫn vẫn làm được đúng không? Cái logic đấy thì nó chỉ code một tí thôi. Còn hiện tại cái logic xóa đang là xóa theo ID thì nó xóa hết thôi. Còn ví dụ như là muốn xóa một bài thì nó sẽ bắt bắt tại cái button đấy và nó sẽ lấy cái ID đấy và nó check, nó xóa thêm một row đấy thôi cũng được. Thì cái logic này nó đang là xóa theo cả ID, toàn bộ ID. Hoặc là có thể là mình có thể là check thêm ở cái chức năng add đúng không? Khi mà add bài hát đấy đã trùng rồi thì mình không có add nữa, thì nó sẽ không thể xảy ra trường hợp đấy. Đấy thì em có thể nói là cái logic này em hoàn toàn có thể xử lý là cái lúc add vào ấy, em có thể check là cái bài hát trùng rồi mình không có add vào nữa, chỉ add cái bài hát khác không, thì nó sẽ không xảy ra cái trường hợp mà em xóa một phát hết cả như thế. Em có thời gian thì em sẽ xây dựng lại cái chức năng đấy, là khi mà em thêm bài hát vào ấy, thì em sẽ check trùng không có add trùng bài. Đấy thì khi mà tạo playlist thì nó có thể nghe được nhiều bài, nó có thể lách bài được đúng không? Có thể test lại cái chức năng lách bài biết xem nó ok không. Chức năng này có mấy bài trong đấy đấy à, không không phải nào, Không quên, em đang để nó đang có 4 năm năm bài. sáu bài gì mà Đấy, nghe từ điểm. em thử ép làm lại xem nào. Cái hay nó bị che mất cái nút play không? À, tại cái dòng chữ nó đẩy xuống nên nó đẩy nút play xuống. Đúng rồi, nó lấy được rồi. Sao nó lại nhiều bài đúng nhỉ? Và em biết bị em quên nên anh có phải không? Thôi kiểu các bài hát nó khác nhau mà. Sao nhạc nó giống nhau hết? À lúc em thêm bài giống nhau. Rồi, ok thì cái này nó xử lý ở cái component playlist nhé. Playlist này ra anh ứng dụng ở một cái bài liên quan đến HTML tạo playlist ấy. Anh không nhớ không nhầm thì anh có dạy cái bài đấy, biết em có tham gia cái bài đấy không? À, nếu không Tôi nhớ có một bạn anh dạy cho bạn ấy thiết kế từ đầu cái playlist này này. Trên trên kênh của anh có một cái video liên quan đến playlist MP3 ấy. Em có thể xem lại cái đấy. Nó anh ốp ở đây thôi. Ốp từ HTML sang Angular thôi.
kênh này anh có một cái hai cái video xét từ đầu hướng dẫn thiết kế cái plugin đấy bằng HTML thuần. Tìm lại cái video đấy, một kênh anh tìm lại cái video. Mạng em nó hơi chậm, nó hơi bị trễ. Đấy thì căn bản luồng thế là hết rồi đấy. Thì em đọc lại xem có chỗ nào mà nó cảm thấy nó cái luồng, cái logic mà không hiểu ấy, thì cứ hỏi thì anh trả lời nhé. Từ cái luồng anh phân tích này thì em phải xây dựng nên cái một cái text guide, một cái slide cho nó xử lý được cái luồng của dự án. Đấy, em vẽ nào cho nó để em nó thuyết trình cho nó mượt là được. Cái phân tích của anh rồi em thuyết trình ra cho nó mượt. Trên kênh anh có một cái liên quan đến MP3 bằng HTML thuần đấy. Đây ui. Playlist đây luôn. Rồi, audio player HTML CSS đấy. Audio player. Audio player. Nó chơi càng theo lý thuyết, danh sách cơ bản của đấy đúng không? Thêm sửa phải được vào. Đúng rồi. Phát bột đấy, đây là phần bột đấy, một hai. Thì anh đấy có phần hướng dẫn code từ đầu với lý đấy. Cái ông cái Heroku mấy cái Lattify là nó không giống nhau, nhưng mà chuyển qua chỉ là hai hãng khác nhau đúng không? Đúng rồi, nó là cloud cùng chung cloud. Bọn Heroku thì nó đang chặn cái IP Việt Nam rồi anh vào không được, không deploy được. Mà, nhưng mà chính ra em báo cáo thì em báo cáo bằng local này thì em mô tả code tốt hơn, em deploy. Vâng, còn đâu có nó cái Firebase thì nó chỉ là một cái cloud để nó new dữ liệu để mình có thể deploy chuyển được. Nó cũng là một cloud của thằng Google nó phát triển. Nó có nhiều mà, à, nhiều chức năng. Firebase nó cũng cho deploy frontend lên mà. Còn thằng Netlify nó cũng cho deploy frontend. Ngoài ra thì có thằng mạnh về backend thì là thằng Amazon cơ. AWS ấy. Vừa rồi anh đi deploy cho em ấy, nhưng mà cái chi phí nó hơi tốn quá. AWS nó đắt quá, Heroku nó còn rẻ. Ra thì em thấy là nó, nếu mà nó chưa cần thiết ngay ấy, thì chắc là cũng... Ừ thì anh thấy là bảo vệ thì trình bày bằng local này nó còn tốt hơn. Bởi vì em show được code luôn, em trình bày bằng code luôn được. Ví dụ chỗ nào em mô tả luôn, chạy luôn code đoạn đấy luôn, nó còn tốt hơn. Chưa cần thiết phải lên server đâu. Đấy thì cứ phải nắm luồng thì khi mà hỏi vào đâu thì mình mới trả lời được. Toàn bộ luồng của dự án thì nó như vậy đâu, nhưng mà chính ra nhìn ra nó nhiều chức năng phết đấy. Em trình bày gần đây chức năng ra các thầy cô cũng chết khiếp rồi. Đấy mới gọi là mình đang trình bày vắn tắt thôi chứ chưa phải là đi sâu chi tiết vào từng cái chức năng một đúng không, từng cái validate một, từng cái phân trang một đúng không. Mình chưa đi sâu vào trình bày gọi là vắn tắt hai cái video này thôi cũng đã đủ chết khiếp rồi. Rồi nhá, thế nhá. Rồi, đấy thì em tranh thủ tạo lại cái dữ liệu cho nó đẹp là được, là lên dự án thôi, là hoàn chỉnh thôi. Dự án như thế là mình thấy ok rồi. Thì em bảo nó có thời gian thì em sẽ phát triển lại chức năng search này, rồi là thêm cái chức năng like bài hát này. Đấy, tức là khi mà mình editor bài hát ra mình có thể like. Mình sẽ sắp xếp cái top bài hát nào được like nhiều nhất đúng không? Cái này là nghe nhiều nhất đúng không? Ngoài ra thì có thể là thích nhiều nhất nữa đúng không?
em bảo có thời gian đi phát À, triển anh chức ơi. năng đấy. Anh ơi, cái này mai anh cho em cho cái này xuống dưới để nhìn anh. Cái gì? Cái này cảm giác nó cứ ở giữa màn hình mình. Đâu, cái đấy là Cái footer đấy, footer tại này. tại là cái dữ liệu của em nó đang ít quá thôi nên nó bị thế thôi. Ừ. Kéo lên trang home ở phía trên đi, trang home phía trên nó có nhiều mà. Đấy, footer nó ở phía dưới cùng mà. Cái kia chẳng qua là cái cung lần Cái khác bên thì kia. thằng footer nó vẫn ở đây thôi. Footer với lát ba nó không thay đổi mà. Còn khi về trang home thì nó là ở dưới cùng ấy chứ. Tại dữ liệu ở cái lần nghe thì nó ít nên nó thế đấy. Khi em phân trang xuống thì nó sẽ nhiều. Nó không đẩy xuống được đúng Không, ví dụ em phân trang em tạo nhiều bài hát đúng không thì tự động nó sẽ đẩy xuống thôi. Ở đây cái dữ liệu ở cái đoạn giữa của em nó ít cho nên nó co lại là đúng rồi. Thì em tạo ra nhiều bài hát thì nó sẽ tự đẩy xuống. Đấy, cái phần giao diện chủ yếu là giao diện chính của mình là trang home mà, nhìn trang home nó sắp xếp hợp lý là được. Ok. À thì cái chức năng mở rộng ấy thì em có thể trình bày ngoài chức năng search này, search thì search nhiều hơn này. Rồi like này, thêm dựng chức năng like này, like bài hát này, rồi sắp xếp top theo like nhiều nhất này. Ngoài ra thì em sẽ xây dựng Vâng. thêm cái chức năng ví dụ như là khi mà detail vào thể loại ấy, thì tất cả những cái bài hát nó sẽ show theo thể loại. Bây giờ mình chưa xây dựng cái chức năng đấy. Hoặc là ca sĩ cũng vậy. Khi mình detail ra một thằng ca sĩ đúng không? Thì mình sẽ phải xây dựng được là show ra tất cả các album của ca sĩ đấy, show ra tất cả những cái bài hát của ca sĩ đấy thể hiện ở trong cái thằng ca sĩ đấy. Đấy, bây giờ mình detail thì mình mới chỉ detail được cái gọi là thông tin của nó thôi. Thì đúng ra thì mình sẽ phải show được tất cả các bài hát nó ở phía dưới nữa. Đấy. Em mà có thời gian thì em sẽ xây dựng thêm những cái chức năng đấy. Và xây dựng cái chức năng album. Album thì ở đây là ví dụ như là các album về tiền chiến, album về thể loại thì nó cũng giống album thì ở đây em nói là nó cũng giống như cái chức năng playlist của thằng thằng user thôi. Khác gì đúng không? Có chỉ là thêm thêm cái bài hát thằng Enmi nó quyền thêm những cái playlist riêng của cái thằng album thôi. Đúng không? Không khác gì cái thằng chức năng playlist của user cả. Đúng chưa? Thằng user nó có thể thêm được bài hát vào playlist của nó thì cái chức năng album cũng vậy. Thằng Enmi nó sẽ thêm những bài hát mặc định vào đấy. Yeah. Để tạo ra các Anh như này là chỉ có thằng user thì mới có playlist và thằng admin thì có không admin có. có thì chức năng đây là chức năng chung user mà. Vâng. Có thằng thằng admin mà muốn nghe được thì phải thoát ra xong rồi vào một cái app khác là user đúng Không, thằng admin nó đầy đủ chức năng ý, nó phải test được hết đi, nó phải nghe được hết đi. Playlist nó Nhưng vào. mà nó Tất nhiên là cái Nhưng mà nó playlist cũng đấy là playlist riêng, nó thằng nào thì nó có playlist riêng của thằng đấy đấy chứ. Thì em muốn xây dựng cái chức năng mà show toàn bộ playlist cho admin thì hoàn toàn có thể xây dựng được mà. ở đây thằng 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 admin cũng có thư viện này. Ừ, nó cũng có playlist của nó chứ. Vâng. Còn em muốn quản lý toàn bộ playlist thì em sẽ tạo một cái API riêng để quản lý toàn bộ playlist thôi. Không có gì khó đâu. Thấy không? Vâng. Đó, đấy thì em mà có thời gian thì em sẽ xây dựng thêm cái chức những cái chức năng như thế. Thể loại cũng vậy, ví dụ kích vào thể loại thì nó phải ra được tất cả những cái album liên quan thể loại này, tất cả bài hát liên quan thể loại này, đúng không? Thì em bảo thời gian chưa có trên phép thì em chưa dựng được hết. Ok. Hiểu đấy, độ 9 giờ hơn. Vậy chắc cả em ở quán đâu rồi mà về đã đi đâu đấy, xong rồi, xong rồi. Ok ok nhá, có gì cần hỏi thêm thì Vâng. em cứ hỏi ở trên Zalo nhá. Vâng. Em đưa bảo vệ tốt nha. Anh chào anh. Ok em. Vâng.